Nhưng em không có yêu anh đã hại chết bà. Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh đâu. Nè Ngọc Lan, em định đi đâu? Thì báo công an. Không được. Ngọc Lan, hãy nghe nói đã. Anh buông tay ra. Nè Buông ra. Ngọc Lan. 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 Bác sĩ, cô ấy sao rồi bác sĩ? Tạm thời cô ấy đã qua cơn nguy kịch, nhưng cô ấy đã bị chấn thương vùng đầu, rất có khả năng bị di chứng về sau. Bác sĩ có thể nói rõ hơn được không? Di chứng về sau là như thế nào? Nặng có thể bị mất trí nhớ, nhẹ có thể quên trước quên sau, sẽ không còn được minh mẫn như hồi đó nữa. Nhưng anh đừng lo lắng quá, đó chỉ là phỏng đoán, có thể xảy ra sau này thôi. Nếu bệnh tình của bệnh nhân tiến triển tốt thì sức khỏe sẽ trở lại như trước. Bây giờ anh hãy lo lắng và chăm sóc cho bệnh nhân đi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Thôi, chào anh tôi đi. Dạ. Anh xin lỗi, anh không cố ý làm tổn thương em. Sao giờ này Ngọc Lan lại chưa tới? Không biết cô ấy có gặp chuyện gì không nữa. Mày Na hả? Mày Na nói sao? Ngọc Lan đâu rồi? Ngọc Lan đang ở trong phòng á. Ê, Tuấn Khanh, bác sĩ đang kiểm tra cho cô ấy. Ở trong đó có anh của Ngọc Lan nữa. Ông ngồi ngoài đây đợi chút đi. Cuối cùng chuyện này là sao? Tại sao Ngọc Lan lại ở trong đó? Nghe nói là Ngọc Lan bị té cầu thang, chấn thương ở đầu nặng lắm, không biết sống chết ra làm sao nữa. Trời ơi, không phải như Mai Na nói đâu. Thật ra Ngọc Lan đã qua cơn nguy kịch rồi, bây giờ bác sĩ chỉ kiểm tra lại thôi à. Bình tĩnh lại đi, khi không em lại trù ẻm Ngọc Lan à. Thôi đừng khóc nữa. Bình tĩnh cái gì mà bình tĩnh? Là em nằm trong đó, anh có bình tĩnh được không? Em nói gì mà lung tung vậy? Nói bậy không à? Em đó, em làm cho Tuấn Khanh lo lắng đó. Thực ra Mai Na lo quá nên mới nói vậy thôi. Tuấn Khanh yên tâm đi, Ngọc Lan chắc không bị sao đâu. Ngọc Lan sao rồi? Bây giờ thì đã ổn định, bác sĩ nói không có nguy hiểm đến tính mạng đâu. Nè, Ngọc Lan vẫn còn hôn mê sau phẫu thuật, bác sĩ nói cô ấy rất cần yên tĩnh để nghỉ ngơi. Cậu đi về đi. Khi nào nhìn thấy cô ấy tôi sẽ đi về. Cô ấy là em gái tôi, không có sự cho phép của tôi, cậu đừng hòng gặp nó. Viên đá sapphire này ẩn chứa một sức mạnh quyền bí. Những ai sở hữu hoặc chạm vào nó đều gặp phải những bất hạnh.
Nhưng nếu cô có một trái tim thuần khiết, chân thành, thì lời nguyện sẽ được hóa giải, và cô sẽ được hạnh phúc suốt đời với người yêu. Không có. Rốt cuộc Ngọc Lan đã để tờ di chúc và chứng cứ của luật sư Hoàng ở đâu chứ? Khi nào Ngọc Lan chỉ thử mình, hay cô ấy đã giấu chỗ khác? Ở đây không có, thì em đã để ở đâu chứ? Đội 8. Ý trời ơi. Có trận đi. Bà đi đi. Không, không có. Nè. Trời ơi, để cho bà tới luôn hả? Ai tới mà làm ầm ĩ vậy không biết nữa. Bà ra bà coi ai tới kìa. Nhớ cho tôi nghe, không được ăn gian, không được coi bài đi. Ê trời ơi, đụng đâu nó nản, nó không tới nữa rồi chứ. Con. Trời ơi. Dạ, con chào bác. Con tới chơi hả? Bác khỏe không bác? Thôi vô nhà chơi đi con. Đi. Dạ. Vô nhà đi con. Chào cậu. Chào cậu. Dạ, con chào cái gì? Nè, đây là rể ruột của tôi đó. Còn đây là bạn của bác đó con. Dạ. Chào cậu. Hả? Bác cho con hỏi có Mai Na ở nhà không bác? Nó chưa về con ơi. Nè, con ngồi chơi chờ nó đi, bác đang bận ha. Dạ dạ. Ờ, nè nè nè. Không ấy à, con nhắc cái ghế ra ngoài kia con chờ. Con ngồi con canh giùm cho bác đi ha. Ờ, để rửa như con Na nó về nó thấy bác chơi bài, nó nhận bác điếc tai lắm ha. Con ra ngồi canh giùm bác đi ha. Dạ. Ngồi ngoài đó đi con. Heo. Đi luôn. Bà kìa. Đứng lại đó. Bà đôi thông. Bà có bà chận bà đi. Ôi, tôi cũng có nữa. Bà sao? Tử quỷ đầy. Trời ơi. Sao mà tôi xui quá vậy nè? Thì bà cứ xả xui đi. Vào 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 vào. Dạ. Vô đây, cầm bài giùm cho bác đi con. Bác ơi, con không biết chơi. Con chỉ cầm thôi, bác chỉ con đánh. Vô đây. Bây giờ phải nhờ nó thay tay mới được, chứ nãy giờ tôi bị mấy bà chặt quá rồi.
Nè, vô đây ngồi con. Dạ. Vô đây. Dạ, giờ ta đi gì? Sáu đi, sáu đi. Rồi, sáu đi à. Đó. Con này, con này, con này, con này. Con này, con này. Ừ, con này. Okay. Đó. Anh bảo anh có ở nhà không gì? Dạ, cậu chủ vô bệnh viện từ tối hôm qua giờ chưa có về. Gì nữa sao? Ủa mà anh bị sao mà phải vô bệnh viện vậy? Dạ, không phải là cậu chủ mà là cô ba. Là Ngọc Lan. Cô ta bị sao? Dạ, cô ba không cẩn thận nên bị té cầu thang, chấn thương đầu rất là nặng. Sao khi không cô ta lại té cầu thang? Hay là cô ta đang gặp chuyện gì? Bất cẩn mà cũng có lý do sao cô? Chẳng lẽ đang yên đang lành mà cô ba muốn té cầu thang để vô bệnh viện nằm? Ê, khoan đã, tôi chưa nói xong mà. Khi nào thì anh bảo anh về? Tôi không biết, cô đi hỏi cậu hai á. Đúng thật là quá đáng mà. Đến cả người làm cũng không có mình ra gì hết. Khải Nam vô nhà uống nước chút nha. Thôi đi, lỡ gì la làm sao? Không sao đâu, phải qua chơi nhiều mới thân quen chứ. Ở nhà đi. Vô đi à. Đây, con đi coi. Trời. Dạ con chào mấy dì. Chờ chút xíu thôi con à. Hết giá này là nghỉ à. Nghỉ sao được, tụi đang thua mà. Nhưng mà không sao đâu, bác cứ chơi tiếp đi. Còn với anh Khải Nam lên phòng chơi cũng được mà. Luôn tiện nhớ các trái cây cho Khải Nam ăn nha không con. Dạ. Dạ cho dì con đi à. Trời ơi, hên ghê á. Rốt cuộc em giấu nó ở đâu chứ? Em đang bận hả? Dạ, anh cần gì? Anh có việc này muốn hỏi em một chút. Cái hôm em gọi điện thoại cho anh, em nói là luật sư Hoàng có gửi đồ cho Ngọc Lan đúng không? Dạ đúng rồi. Người chuyển đồ nhất định gặp và đòi đưa tận tay chị Ngọc Lan mới chịu. Mà em nghĩ á, chắc là thứ gì đó quan trọng lắm đó. Lúc đó em có thấy Ngọc Lan đưa bưu kiện cho ai hay cất nó ở đâu không? Dạ không, em chỉ thấy chị Ngọc Lan vội vội vàng vàng đi thôi à. Ủa, mà xảy ra chuyện gì hả anh? Nếu mình không tìm thấy trước khi Ngọc Lan tỉnh thì mình sẽ không còn đường sống. Giờ phải làm sao đây? Anh bảo anh. Anh bảo anh. Hả? Anh bị gì mà ngây người ra vậy? Anh thấy ông khỏe hả? Không sao. Em làm việc tiếp đi.
hả? Viên đá sapphire này ẩn chứa một sức mạnh huyền bí. Những ai sở hữu hoặc chạm vào nó đều gặp phải những bất hạnh. Nhưng nếu cô có một trái tim thuần khiết, chân thành, thì lời nguyện sẽ được hóa giải và cô sẽ được hạnh phúc suốt đời với người mình yêu. Ngọc Lan, Ngọc Lan, Ngọc Lan, em thấy trong người thế nào rồi? Anh là ai? Tôi đang ở đâu? Như chúng tôi đã nói từ trước, cô ấy bị chấn thương vùng đầu, rất có khả năng bị mất trí nhớ. Vậy khi nào cô ấy sẽ nhớ lại mọi chuyện? Cái này thì tôi không thể nói trước. Có khả năng là cô ấy bị mất tạm thời, hoặc có thể cô ấy bị mất vĩnh viễn. Chỉ cần gợi ý cho cô ấy nhớ lại những ký ức trước kia, tôi tin chắc rằng cô ấy sẽ sớm bình phục. Vậy cảm ơn bác sĩ. Khi nào tôi có thể đưa cô ấy về nhà được? Anh có thể làm giấy xuất viện cho bệnh nhân, và nhớ tái khám thường xuyên, để chúng tôi có thể theo dõi bệnh tình của cô ấy. Dạ. Như vậy, em sẽ không còn nhớ được gì, sẽ không thể nào oán trách anh, và em sẽ thuộc về anh. Em ở đây đợi anh nha. Dì nhớ trong chừng cô ấy cẩn thận. Dạ. Bây giờ chúng ta đi đâu? Thôi mình về nhà nha cô ba. Về nhà? Tôi là ai? Thiệt là tội nghiệp. Mình lên xe đi. Mình đi thôi anh. Cô ơi, cho hỏi bệnh nhân nằm ở phòng này đâu rồi cô? Đã xuất viện rồi em. Cô ấy xuất viện rồi hả cô? Cô ấy tỉnh rồi, tỉnh rồi. Em ngồi xuống nghỉ đi. Đây là phòng của tôi sao? Tất nhiên rồi, đây là nhà của chúng ta. Rồi từ từ em sẽ nhớ ra mọi việc thôi. Em đừng lo lắng quá mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Dì xuống làm cho cổ một ly nước cam. Dì nhớ nhanh lên nha. Dạ, tôi đi liền. Cô ba chờ tôi một chút nha. Nè. Dạ. Cậu hai còn dặn tôi điều gì?
Từ nay về sau, dì chỉ cần gọi Ngọc Lan là được rồi, không có được gọi là cô ba nữa, dì hiểu không? Dạ, 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 dạ tôi biết rồi cậu hai. Còn nữa, dì phải ở bên cạnh Ngọc Lan 24/24, không cho ai tiếp xúc với Ngọc Lan, chỉ khi nào được phép của tôi, dì hiểu chưa? Dạ. Thời gian này, nếu như Ngọc Lan gặp người lạ, Ngọc Lan sẽ bị hoảng loạn, tinh thần cô ấy không được ổn định. Nên dì để chăm sóc cho cô ấy, biết chưa? Dạ. Để tôi xuống mở cửa. Là cậu hả? Dạ, con chào dì. Con tới để thăm Ngọc Lan. Ngọc Lan đâu rồi dì? Cô ngủ rồi. Với lại lần sau cậu không nên đến đây nữa. Tại sao? Dì nói như vậy là có ý gì? Thật ra là... Là tôi dặn dì ấy không cho người lạ tiếp xúc với Ngọc Lan. Anh làm như vậy là có ý gì? Hiện giờ sức khỏe Ngọc Lan không được tốt. Tôi không muốn những người như cậu làm ảnh hưởng đến sự nghỉ ngơi của cô ấy. Anh... Hơn nữa, hiện giờ cô ấy không muốn gặp cậu. Cô ấy muốn được yên tĩnh một mình. Anh nói láo. Hãy để cho tôi gặp Ngọc Lan. Tôi muốn biết hiện giờ sức khỏe của cô ấy như thế nào. Cảm ơn cậu đã quan tâm. Ngọc Lan bây giờ rất khỏe. Cậu có thể về được rồi. Nè Ngọc Lan, cậu làm gì vậy? Cậu bố anh, mày tránh xa Ngọc Lan ra. Cậu cậu lại. Dạ. Nói còn không nghe. Đóng cổng lại. Lần sau đừng để những người như thế này vào nhà. Dạ. Sao người này trông quen ta? Hình như là mình gặp ở đâu rồi thì phải. Ủa, sao hôm nay em qua trễ vậy? Em còn nhiều việc chưa làm xong. Nhưng sao hôm nay anh vui quá vậy? Thì chỉ cần nhìn thấy em là anh thấy vui rồi. Em không thể nào vui nổi. Không biết Ngọc Lan bây giờ sao nữa. Trong lòng em cứ thấy bất an sao sao á. Em cũng đừng có lo lắng quá. Đợi vài bữa nữa Ngọc Lan khỏe hơn rồi tụi mình qua thăm. Nhưng mà em thấy bảo anh có điều gì giấu giếm á. Em đúng là lo lắng có thừa mà. Tuấn Khanh, sao rồi? Có tin tức gì của Ngọc Lan chưa? Hiện giờ Tuấn Khanh vẫn chưa gặp được Ngọc Lan. Sao kỳ vậy? Bộ có chuyện gì hả? Bảo anh kiên quyết không cho mình gặp Ngọc Lan. Anh ta nói Ngọc Lan cần phải nghỉ ngơi. Làm gì có cái chuyện ngược đời này chứ. Rõ ràng là anh ta có vấn đề mà. Anh thấy chưa? Thấy em nói đúng không? Anh ta rất khả nghi. Ủa, mặt Tuấn Khanh bị sao vậy? Bộ đánh nhau với ai hả? Không có gì. Tuấn Khanh đừng có lo lắng quá. Chúng ta sẽ tìm cách gặp Ngọc Lan. Nhất định sẽ gặp được mà. Dạ mời cô uống nước. Dạ. Cậu hai cũng sắp về rồi đó. Dạ con cảm ơn dì. Hả? Chị Ngọc Lan, chị khỏe hẳn rồi hả? Chị sao vậy? Em nè, em Cẩm Tú nè. Chị không nhớ em thiệt hả? Dì đưa Ngọc Lan lên phòng nghỉ ngơi đi. Cô ấy chưa được khỏe. Sao dì để cô ấy đi lung tung vậy? Dạ. Mình về phòng thôi cô Lan. Cô cần gì để tôi làm cho? Dạ con biết sắp xếp đồ để đâu. Dì lên phòng giúp con nha. Dạ, cô cứ để tôi. Hợp đồng đâu?
Dạ. Dạ đây. Cô đem về đưa cho Mạnh Cường liền đi. Dạ. Anh ơi, chị Ngọc Lan bị sao vậy anh? Cô ấy không sao đâu. Do đầu bị ảnh hưởng sau tai nạn nên tạm thời cô ấy không nhớ một số chuyện. Bác sĩ nói vài ngày nữa cô ấy sẽ trở lại bình thường. Chuyện này cô đừng có nói với ai đó. Tôi không muốn mọi người phải lo lắng. Ít ngày nữa thôi Ngọc Lan sẽ khỏe mạnh và trở lại đi làm bình thường. Dạ em biết rồi. Em về. Trời đất, làm gì mà hả bỏ công bỏ việc cả buổi trời vậy? Ai nói với chị là em bỏ công bỏ việc? Em mới từ nhà anh Bảo Anh về để đưa hợp đồng cho anh ký nè. Nè, bộ nhà đó có chuyện gì hay sao mà không thấy hai anh em họ đi làm? Chị Ngọc Lan đang bị bệnh nên anh Bảo Anh ảnh phải về nhà chăm sóc á, nên không thường xuyên tới công ty được. Mà bộ bệnh nặng lắm hay sao mà đến nỗi chủ tịch cũng phải ở nhà chăm sóc? Em nói cho chị biết thôi nha, tuyệt đối chị không được kể cho ai nghe đâu đó. Chuyện gì? Chị Ngọc Lan hiện giờ đang bị mất trí nhớ. Hả? Cái gì? Trời ơi, chị có điên không? Đã nói là bí mật mà. Chị ấy bị té cầu thang nên cái đầu bị ảnh hưởng. Em nghe đâu chỉ quên tạm thời một số chuyện thôi. Vài ngày nữa sức khỏe ổn định, chị ấy sẽ nhớ lại như trước đây. Ghê thiệt, không biết đi đứng cái kiểu gì á mà để ra nông nổi như vậy. Cũng may hả là chị mất trí nhớ tạm thời. Chuyện này là thật sao? Cô là ai vậy? Nghe hết chuyện tôi nói rồi hả? Tôi là ai không quan trọng. Nếu biết điều thì hãy kể rõ đầu đuôi câu chuyện cho tôi nghe. Bằng không chủ tịch của các cô mà biết thì... Anh, em đang làm gì vậy? Không có gì, em chỉ coi qua những vật dụng trong phòng này, coi có nhớ được gì không. Nhưng em thấy anh bây giờ rất xa lạ phải không? Xin lỗi anh, thật sự em không thể nhớ được điều gì. Rồi em sẽ nhớ lại mọi chuyện trước đây. Nên anh không vội, anh sẽ chờ em. Thật ra mối quan hệ giữa hai chúng ta là gì? Mối quan hệ của chúng ta rất phức tạp. Có thể nói chúng ta là anh em, là người yêu và còn là tri kỷ nữa. Hai bên gia đình chúng ta đã có hôn ước với nhau, nhưng không may ba má anh đều qua đời. Ba em đã đưa anh về đây nuôi dưỡng. Chúng ta đã lớn lên cùng nhau, trải qua rất nhiều chuyện. Và chúng ta đã yêu nhau. Chúng ta yêu nhau sao? Em xin lỗi, nhưng em đã không nhớ được gì. Điều đó không quan trọng. Chỉ cần em luôn ở bên cạnh anh như lúc này là anh hạnh phúc rồi. Đừng rời bỏ anh. Anh không sao chứ? Dạ.
có bạn cô Ngọc Lan tới tìm. Tôi nói sao á, họ cũng nhất định không chịu về. Tôi sẽ xuống liền. Dạ. Bạn của em sao? Em muốn gặp. Thời gian này em không nên tiếp xúc với nhiều người. Bác sĩ nói như vậy sẽ khiến thần kinh em bị kích động, trí nhớ bị hỗn loạn. Nghe lời anh, em nằm nghỉ đi. Khi nào thích hợp, anh sẽ cho họ đến gặp em. Ngọc Lan ơi! Tức thiệt mà. Tại sao lại không cho chúng ta gặp Ngọc Lan chứ? Em sẽ gọi cho tới khi nào gặp Ngọc Lan mới thôi. Ngọc Lan ơi! Ngọc Lan! Ngọc Lan ơi Ngọc Lan! Ngọc Lan ơi Ngọc Lan! Ngọc Lan ơi! Ngọc Lan ơi! Mấy người muốn gì? Có biết bây giờ mấy giờ không? Giấu Ngọc Lan ở đâu? Tôi muốn gặp cô ấy. Cậu là ai mà đòi gặp Ngọc Lan? Chúng tôi là bạn thân của Ngọc Lan, muốn biết hiện giờ Ngọc Lan như thế nào. Chuyện đó không cần mấy người quan tâm. Biến khỏi đây ngay. Ngọc Lan cần yên tĩnh để cô ấy nghỉ ngơi. Không gặp được Ngọc Lan, chúng tôi không về đâu. Nếu còn làm ồn, tôi sẽ gọi công an đó. Bây giờ anh giấu Ngọc Lan ở đâu? Cô ấy đã mất trí nhớ, cho nên anh cố tình không cho tôi gặp phải không? Tuấn Khanh, Tuấn Khanh nói vậy là sao? Ngọc Lan sao lại... Anh nói đi, Ngọc Lan đã ở đâu? Tôi không biết cậu nghe tin này ở đâu, nhưng tôi không muốn nhìn thấy mấy người lãng vảng ở đây. Biến đi cho khuất mắt tôi. Anh Tuấn Khanh. Tuấn Khanh. Tuấn Khanh. Tuấn Khanh. Đi thôi, đi thôi. Đi. Ngọc Lan kìa. Ngọc Lan. Ngọc Lan. Ngọc Lan. Sao rồi? Có tìm được ông ta không? Tôi đi tất cả các nơi mà ông ta thường lui tới. Có thể ông ta đã trốn đi nước ngoài rồi. Bằng bất cứ giá nào, phải tìm cho bằng được ông ta. Dạ. Nhớ nha. Dạo gần đây ông Trí luôn tỏ vẻ khinh thường cách làm việc ở Sapphire không hiệu quả, nên ông ấy thúc ép việc sáp nhập hai công ty Sapphire và GK. Ông ta còn làm gì nữa? Dạ, ông ấy còn muốn cho một số người thân tín của chúng ta nghỉ việc. Thật là quá lắm rồi. Thế chúng ta không nói gì bắt đầu làm tới. Đã vậy phải tìm mọi cách đuổi ông ta ra khỏi Sapphire càng nhanh càng tốt. Chúng ta phải làm sao? Trong khi số cổ phần của ông ta rất là lớn. Không cần biết phải dùng thủ đoạn gì đê tiện bỉ ổi, bằng mọi cách phải đạp đổ ông ta. Tôi cần phải đi gặp một người. Cậu tiếp tục theo dõi động tĩnh của ông ta, có gì báo cho tôi ngay. Anh không sao chứ? Tôi không sao. Có lẽ dạo này tôi thiếu ngủ, cho nên hơi chóng mặt. Anh nên đến bệnh viện khám để bác sĩ chẩn đoán và cho thuốc. Anh không nên chủ quan với sức khỏe của mình. Trời ơi, tôi đã nói rồi, tôi không sao, tôi vẫn khỏe, không có gì nghiêm trọng đâu. Anh có ổn không? Anh bị tình trạng này bao lâu rồi? Cũng lâu rồi. Triệu chứng là gì? Tôi thấy choáng váng, đau toàn bộ đầu, sau đó mắt mờ rồi tối sầm lại. Anh có tiền sử về bệnh thần kinh không? Không. Tình trạng bệnh lý của anh nếu nhìn sơ qua thì chỉ là những triệu chứng của bệnh đau đầu, nhưng kết quả chụp phim lại có chút bất thường, cho nên là tôi chưa đưa ra kết luận được. Anh nên ở lại để theo dõi thì tốt hơn. Cảm ơn bác sĩ. Chắc là không cần thiết phải ở lại thêm đâu. Tôi hiểu rõ sức khỏe của mình mà. Mình về thôi. Hay là anh nghỉ làm vài bữa, ở lại theo dõi xem tình hình thế nào. Tôi thấy không thể xem nhẹ được. Việc chẩn đoán chính xác bệnh sớm sẽ điều trị nhanh chóng và tốt hơn.
Anh nên về suy nghĩ cho kỹ đi. Chỉ đau đầu sơ sơ thôi mà, không có gì nghiêm trọng đâu. Nếu còn tái phát tôi sẽ đến gặp bác sĩ. Anh nên nghe lời bác sĩ đi, sức khỏe là quan trọng mà. Tôi đã nói không sao rồi mà. Con nên theo dõi thêm các triệu chứng của anh ấy. Nếu có bất thường gì hãy báo cho tôi. Dạ, cảm ơn bác sĩ. Kìa. Ngọc Lan. Ngọc Lan. Ngọc Lan. Cô ấy không nhận ra mình. Cô ấy mất trí thật rồi sao? Không phải em đã từng nói Sapphire mang ý nghĩa cho một tình yêu chân thành, vĩnh cửu hay sao? Vậy thì tại sao chúng ta lại không đến được với nhau?